giới thiệu tới anh em một chiếc đài Mitsubishi có cái model là TX65. Thì theo em đánh giá thì con này nó rất là độc lạ và hiếm gặp ở thị trường Việt Nam. Thì con này là hàng về từ châu Âu nha, sử dụng điện 220V. Đó. Thì cái này thì em sẽ mở băng em để cho nó quay cho anh em xem cho nó đỡ buồn thôi. Còn em sẽ mô tả chi tiết cái con máy này. Thì cái con này cái size của nó là hơn 50, chắc tầm khoảng 56, 56, 58 gì đó. Và cái size ngang của con này thì nó là 18 cm và chiều sâu là 15 cm. Thì máy thiết kế là 3 cục rời với cái cục giữa và hai loa hai bên. Đó. Và ở mỗi cái loa thì nó có thiết kế cho mình là một cái viền. Cái viền này là một cái viền nhôm, nó có mạ lên một lớp xi inox, mạ chrome, rất là đẹp nha. Ở đây thì nó ghi chữ hai way speaker system. Bên này cũng vậy ha. Đó, bên này cũng vậy. Thì loa thì con này nó sở hữu là một cái loa bass tầm khoảng 10 hoặc 12 cm và một củ loa chép ở đây. Và cái phần cục giữa thì như anh em đã thấy thì ở đây nó bố trí cho anh em là một cái nút power, nút nguồn. Và cái con gạt ở đây thì nó là chỉnh chế độ radio, tép và line in. Và con này thì nó có cái bộ equalizer. Equalizer ở đây thì nó là chỉ ba con thôi, chỉnh bass, mid và trep nó nằm đây ha. Và cái này là cái ba lăng lệch vế và cái này là cái volume. Ở phía trên này thì một cái volume và ở đây là mình chọn chế độ của radio nè, FM và AM. Và một cái điều nó rất là nhìn nó rất là gấu và độc ở đây nữa, thì thường là những cái chiếc đài mà nó thiết kế cho thị trường châu Âu thì nó làm rất là khác so với thị trường châu Á của mình. Anh em có thể thấy nó bố trí cái nút chọn chế độ băng nè, Normal và Metal thì nó lại nằm ở trên đây, và một cái còn gạt nó rất là khác người. Thì thường là những chiếc đài của Nhật thì nó ở thị trường Nhật thì nó sẽ sử dụng cái còn gạt nằm dưới hoặc là cái nút nhấn, nhưng mà con này thì nó nằm ở đây và cái còn gạt này cũng rất là lạ ha. Đó. Và cái mặt thiết kế của cái phần radio thì con này là FM full tần số 108 ha, và anh em có thể thấy không, cái băng đài nó 4 băng toàn và cái này nó rất là to, rất là to luôn, nhìn nó cực kỳ đẹp ha. Về cái phần mặt trước đây thì ở đây là một cái cửa băng, cửa sổ rất là rộng nha, và mica còn đẹp tuyệt vời. Và ở đây là cái bàn phím thì cái nút xi mạ nó còn len ken như mới ha. Và điều đáng nói ở đây thì cái con này nó tích hợp cho anh em là một cái bộ đèn nháy theo nhạc. Với những cái bóng đèn hiển thị rất là lớn và đúng là đúng chất của hàng châu Âu nha. Đó, châu Âu thì mấy những cái dòng này nó nhìn nó rất là phê. Đó. Rồi về phần phía mặt ở sau đây thì ở đây là nó có một cái logo thôi. Đó, cái logo thì con này là Mitsubishi TX65 và con này sử dụng điện AC 220V. Đó. Đó, và ở đây là cái thông số và ở đây là hai cái loa thôi. Con này thì loa nó là 6 ohm nha. Hai loa 6 ohm. Và con này nó tích hợp cho anh em là line in ha. Thì nó thiết kế cũng rất là khác người, khác cái dòng đài ở thị trường của châu Á mình. Thì cái phần kết nối này nó nằm thuộc bên trong chút xíu ha. Thì trước mặt anh em là cái đường line in nha. Đó, cái đường line in. Và ở đây là mình kết nối bằng dây nguồn số 8, nó nằm đây. Đó. Rồi, quay lại mặt phía trước thì em sẽ mở lên để cho anh em nghe một đoạn nhạc ha. Ngoại hình máy thì con này gần như đẹp hơn 90%. Và phải nói là chiếc đài như thế này thì rất là đáng để sưu tầm ha. Anh em thấy cái tai này, cái tai loa rất là đẹp nha. Rồi, bên này cũng vậy ha. Và con này nó có một cái nhược điểm ở đây á, là anh em có thể thấy không? Cái này là nó bị gãy cái nhựa nha. Nó bị gãy cái nhựa. Rồi. Và anh em lưu ý giúp em ha, những cái dòng anten á, đây ở đây không phải là anten của nó bị lỏng bị gì nha. Cái này là nó, cái con anten này là thiết kế cái kiểu là chụp vào bên trong, nó có một cái bắt, nó bắt chùm vào cái cốt chứ không phải là dặn trực tiếp từ cái cốt vào cái thân đài, cho nên là nó sẽ tạo cho một cái độ xay rất là mượt mà, cho nên anh em có thể cảm giác cái anten nó lỏng, nhưng mà thực chất không phải nó lỏng ha. Đó. Em sẽ test một cái đoạn nhạc là nhạc không lời nha. Tại vì phay YouTube nó bắt bản quyền rất là nhiều, cho nên là khi mình mở nhạc có lời thì nó bị bắt bản quyền và nó khóa kênh. Đó, cho nên là anh em thông cảm nha. Bây giờ em mở volume nè, hiện tại đang để chế độ cassette nha.
đài này là hàng về là zin nguyên bản 100% nha. Về cái bộ cơ và dây curo đầu từ bánh ép thì em đã kiểm tra rồi, nó còn hoạt động rất là hoàn hảo, cho nên là không có can thiệp gì vào ở trong cái bộ cơ cũng như là trong mạch nha, nguyên zin 100%. Nguyên 100%, cơ hoạt động rất là chuẩn, hoàn hảo. Con này thì em đánh giá tiếng của nó rất là hay, rất là hay. Rồi, bây giờ em sẽ tua nè. Tua nó rất là mạnh ha. Thì nói chung thì mình cũng có mở ra, mình vệ sinh bụi bên trong và cũng có kiểm tra dây cu ro. Thì thấy cái độ đàn hồi của nó còn rất là tốt ha. Và trong quá trình mình sử dụng băng á, thì play và tua tới tua lùi nó còn rất là mạnh. Cho nên là đánh giá thì hoạt động còn tốt, cho nên là không có thay đi. Cái gì nó nguyên zin bản của nhà sản xuất mà nó còn hoạt động tốt thì để mình xài, mình khỏi phải mất công công chỉnh ha, công chỉnh lại. Rồi tua tới nè. Anh em nào mà sưu tầm đài thì không nên bỏ qua cái con này nha. Nó cũng là một cái dòng đài, nói chung là cũng cỏ thôi, nhưng mà nó rất là hiếm và độc. Và trong cái trên kệ nhà anh em mà chưa có thì anh em nên lấy con này để về mình cái thứ nhất là mình chơi cũng được, cái thứ hai là mình sưu tầm cho nó đủ, nó phong phú, nó đa dạng thêm. Rồi bây giờ phần radio, radio thì mình gạt qua bên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin. Chúng ta thấy rõ ràng là hiện nay cái giờ cao điểm chúng ta cần di chuyển sang các giờ thấp điểm hơn đi một. Sau đó mọi người tập trung ở nhà để sơ chế. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về. Thì nữa ông anh có căng thẳng vì thiếu tiền không? Mình tự chủ động phân loại rác luôn, cũng gặp khá là nhiều vấn đề khó khăn, ví dụ như là thường hàng muốn vứt đi thì mình sẽ phải cân nhắc trong cái việc là. Rồi FM 108 giải tầm rất là rộng và bật sóng cực kỳ nhiều và rất là nét nha. Đây bây giờ em sẽ chuyển qua AM. AM thì mình gạt qua một nóc thôi. Lăng kính giao thông. Em con này nó không có, nó không có sôi ha, nó rất là êm. Đó, khi đúng tại nó tự lên luôn. Nhân viên vui mừng phấn khởi khi trải nghiệm tuyến metro số 1. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Rồi, ở đây là cái nút on off nè. Như vậy là em để giới thiệu đến anh em một mẫu đài Mitsubishi. Và anh em có thể thấy thì cái thiết kế của nó là quá chi là bắt mắt và độc lạ ha. Và về cái ngoại hình của nó thì nó còn rất là đẹp hơn, hơn 90%. Và hàng về từ châu Âu, sử dụng điện 220V. Đó. Rồi anh em mà giao lưu thì liên hệ em qua số điện thoại em để trên bài, hoặc là kết bạn Zalo để em gửi thêm một số hình ảnh chi tiết của máy để cho anh em tham khảo nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Anh em có thể đăng ký kênh, like và ủng hộ em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.